là một trong những dòng súng bắn tỉa tốt nhất thế giới. Nhưng không như dòng Barrett M99, có kích thước khổng lồ và sức công phá xuyên tường bê tông. Sức mạnh của loại vũ khí này nằm ở kích thước cực kỳ nhỏ gọn, mang theo khả năng giết người trong im lặng. Đó chính là súng bắn tỉa VSS Vintores, súng bắn tỉa nhỏ nhất thế giới, loại vũ khí ưa thích của lực lượng Spetsnaz của Nga. VSS tạm dịch là súng bắn tỉa đặc biệt, được giới thiệu lần đầu vào năm 1980 bởi hai nhà thiết kế là Pet Serdyukov và Vladimir Krasnikov, hai kỹ sư đã làm việc tại nhà máy chế tạo vũ khí Tula Arsenal, nay đổi tên thành Tula Arms Plant. Đây cũng là nơi sản xuất ra một số dòng súng kỳ dị và không kém phần nổi tiếng như súng trường bắn dưới nước APS, súng trường tấn công cho người nhái ASMDT, súng trường tấn công 3 nòng cực kỳ hâm hố TKB-059 và cả dòng súng bắn tỉa VSS Vintores rất quen thuộc với cộng đồng yêu thích vũ khí trên thế giới bởi tần suất xuất hiện dày đặc không chỉ trong các cuộc tập trận đặc biệt của lính đặc biệt Nga mà cả trong các tựa game nổi tiếng như PUBG, Free Fire. Điều thú vị là dòng súng bắn tỉa VSS ban đầu được tạo ra với mục đích để thay thế súng AK-47 và AKM được lắp ống giảm thanh gắn rời thay vì là loại súng bắn tỉa chuyên dụng. Là loại súng bắn tỉa nhỏ nhất thế giới, VSS được đưa vào sử dụng vào năm 1980. Súng có trọng lượng khá nhẹ, chỉ 2,6 kg, chiều dài 894 mm với nòng dài 200 mm. Ngoài kích thước nhỏ gọn, VSS còn có thiết kế hết sức độc đáo khi tích hợp sẵn ống giảm thanh bao trọn lên nòng súng thay vì phải lắp thêm vào như ở các dòng súng bắn tỉa hay súng trường tấn công khác. Trong nhiều trường hợp, các binh lính có thể tháo ống giảm thanh của súng ra để bảo dưỡng, nhưng theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì việc bắn loại súng này khi chưa lắp bộ phận giảm thanh là tuyệt đối không nên. Để giảm đến mức thấp nhất tiếng ồn khi khai hỏa, người ta còn khoan thêm 9 lỗ sắp xếp theo 4 hàng theo các rãnh xoắn của nòng súng, dựa theo hướng của đường đạn và cho phép phần không khí bị giãn nở sau khi viên đạn rơi khỏi nòng súng có thể từ từ thoát ra, từ đó vừa làm giảm tiếng ồn vừa làm mát nòng súng. Bên cạnh đó, đầu nòng giảm thanh trên VSS cũng có bộ phận hoạt động như loa che lửa giúp giảm thiểu hiệu ứng tia chớp lửa phát ra từ đầu nòng súng và giảm tiếng nổ đầu nòng đến mức có thể hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Qua ghi nhận tại các cuộc tập luyện bắn đạn thật cho thấy, trong điều kiện tác chiến thực tế, súng hầu như không có tiếng lách cách khi bắn cũng như khi lên đạn. Đây cũng được coi là một lợi thế bù đắp cho nhược điểm về tầm bắn chỉ có 400 m, quá ngắn so với thứ vũ khí được gọi là súng bắn tỉa. Thật vậy, VSS sẽ không thể được coi là súng bắn tỉa nếu trên thanh răng gắn trên thân súng không có cơ chế cho phép tháo lắp các loại ống nhắm, mà thường là PSO-11. Nó cũng có thể lắp ống nhắm ban đêm là 3.46X, NSPU-3. Nó cũng có hệ thống điểm ruồi và thước ngắm dự phòng với phạm vi nhắm là 400 m. Là vũ khí chuyên dụng cho các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, VSS cũng có khả năng sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là loại đạn SP5 và SP6 như súng trường AS Van. Đây là loại đạn cận âm 9x39 ly, phát triển từ loại đạn 7.62x39 ly. Vì là đạn cận âm nên lượng thuốc súng trong loại đạn này chỉ đủ sức đẩy viên đạn bay với sơ tốc đầu nòng là 295 m/s. Dù uy lực khá yếu nhưng lại giúp viên đạn khi phóng đi sẽ không tạo ra tiếng nổ siêu âm, tránh lộ vị trí xạ thủ và bù đắp cho sự thiếu hụt về uy lực. Viên đạn cũng được làm bằng loại thép cứng hoặc Wolfram, giúp tăng khả năng xuyên giáp tới 6mm thép trong phạm vi 100m và 2mm độ dày tiêu chuẩn của các loại mũ cối trong phạm vi 500m. Ngoài ra, ốp lót tay trước, hộp tiếp đạn và nhiều bộ phận khác được làm bằng polymer cao phân tử, được gia cố thêm kim loại ở một số vị trí, giúp vừa giảm trọng lượng súng, vừa đảm bảo cho súng không làm mất đi thương hiệu nồi đồng cối đá đã làm nên uy tín của Nga trên thị trường vũ khí quốc tế. Cũng như những khẩu AK-47 huyền thoại, VSS sử dụng cơ chế nạp đạn dựa theo nguyên lý chích khí dài với ống chích khí nằm ngay trong nòng súng. Theo đó thì các piston đông sẽ được gắn cố định vào bu lông thành một hệ thống đơn nhất,
di chuyển đồng đều với nhau khiến hoạt động của toàn bộ hệ thống ổn định hơn. Riêng đối với khẩu VDS, súng có thoi nạp đạn xoay với 6 móc giúp đẩy viên đạn vào vị trí cố định trong buồng đạn. VDS có cơ chế chuyển chế độ bắn cũng gần giống với AK khi có chốt chuyển đổi được đặt bên trong vòng bảo vệ cò với hai chế độ bắn là bắn từng viên và bắn tự động hoàn toàn. Dù đã được sử dụng từ rất lâu, trên phần lớn các dòng súng trường tấn công phổ biến, nhưng kiểu thiết kế cơ bản trên VDS vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu lỗi thời nào cho đến hiện tại. Thậm chí chính đặc điểm này còn được xem là một lợi thế trên dòng súng VDS, bởi hầu hết các binh sĩ trên thế giới, kể cả binh sĩ của một số nước NATO, cũng đã quá quen với cách lắp đặt của các dòng súng AK trước kia và cả thao tác bắn theo kiểu dùng tay trái để giữ ốp lót tay được đặt ngay sát hộp tiếp đạn phía dưới. Nghe có vẻ không lấy gì làm quan trọng, nhưng theo một số hồi ký của những người lính đã từng trải qua các chiến trường thực tế, trong những tình huống chiến đấu thực sự, người lính thường có khuynh hướng thực hiện các thao tác nạp đạn đến ngắm bắn trên khẩu súng mà họ đang có trong tay, tương tự như đối với khẩu súng mà trước đó họ đã sử dụng nhuần nhuyễn từ trước một cách vô thức, bất chấp việc trong tay họ đang sử dụng loại súng có thể có cơ chế lắp ráp ngắm bắn hoàn toàn khác biệt. Đây có thể coi là thói quen rất khó bỏ đối với bất kỳ người lính nào. Chính điều này đã khiến nhiều người lính bị chậm thao tác trong một số trường hợp cấp bách dẫn đến những thương vong không đáng có trên chiến trường như đã từng xảy ra đối với nhiều người lính khi sử dụng các dòng súng kiểu bullpup. Có thể bạn chưa biết, bullpup là thiết kế các loại súng mà cả bộ khóa nòng và hộp đạn đều được lắp phía sau cò súng, hay nói cách khác là ngay sát mặt của xạ thủ khi ngắm bắn. Thiết kế này giúp cho hộp khóa nòng và báng súng nhập làm một, vì thế nó không cần tốn không gian để phải có báng súng dài như các thiết kế thông thường. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến trường hợp một số người lính khi chưa quen sử dụng súng bullpup sẽ thường bị phạm các lỗi thao tác từ thay đạn đến ngắm bắn. Phổ biến nhất là trường hợp những người lính thuận tay trái không thể sử dụng súng bullpup một cách bình thường như đối với dòng súng được tối ưu từ thiết kế truyền thống như VDS. Thậm chí, việc lắp hụt hộp tiếp đạn và đặc biệt tình huống liên tục bị khe nhà vỏ đạn trên súng phóng vỏ đạn thẳng vào mặt khi bắn đã trở thành kỷ niệm hài hước của nhiều người lính khi mới tiếp xúc với loại súng này. Vì vậy, ngoại trừ những lực lượng đã được làm quen với các dòng súng bullpup từ rất sớm như quân đội Trung Quốc với QBZ-95, quân đội Pháp với FAMAS, hay các đơn vị đặc biệt chuyên nghiệp như Hải quân Việt Nam với TR-21, thì rõ ràng khẩu súng VDS Vintores sẽ phù hợp hơn rất nhiều nếu người ta muốn trang bị cho những người lính một loại súng bắn tỉa nhỏ gọn và cử họ đi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt mà không muốn hoặc không thể tốn quá nhiều thời gian để họ làm quen với loại vũ khí mới. Tại Ukraine, từ cuối năm 2014, giới quan sát đã bắt đầu đưa ra rất nhiều thông tin và hình ảnh cho thấy lực lượng ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine đang sở hữu rất nhiều khẩu VDS và chúng đều được Nga cung cấp trong âm thầm. Dù trong thời gian này Moscow đã lên tiếng phủ nhận, nhưng cũng như những chiếc xe tăng T-72B3 vốn chỉ được trang bị trong quân đội Nga, sự xuất hiện tràn lan của những khẩu VDS trong tay quân ly khai bị giới chức phương Tây xem là bằng chứng cho thấy sự can thiệp trực tiếp của Nga vào cuộc chiến tại Ukraine. Nhiều báo cáo của phương Tây cũng cho thấy lực lượng quân ly khai miền đông Ukraine dù chưa thể trải qua đào tạo bài bản như những đội quân chính quy, nhưng với những khẩu VDS trong tay, họ đã gây ra rất nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội chính phủ. Rõ ràng, việc trang bị cho những lực lượng dân quân dòng súng bắn tỉa VDS tỏ ra phù hợp hơn rất nhiều so với những khẩu súng siêu bắn tỉa cồng kềnh như SVLK-14S Sumrak hay Orisys T-5000 vốn chỉ thích hợp cho những lực lượng chuyên nghiệp. Thế nhưng, ngay cả đối với những người lính thuộc các đơn vị đặc biệt chuyên nghiệp như Spetsnaz của Nga, cũng cực kỳ ưa thích khẩu VDS Vintores, bởi hiệu quả không thể bàn cãi của dòng súng này trong các nhiệm vụ đòi hỏi phải tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu trong thầm lặng. Ngoài ra, với những đặc tính không thể có trên bất kỳ dòng súng bắn tỉa nào khác, từ kích thước cực kỳ nhỏ gọn, thiết kế tiện dụng, bền bỉ đến khả năng triệt âm tiệm cận mức hoàn hảo, VDS cũng chứng tỏ được mình là một trong những dòng súng đa nhiệm nhất lịch sử khi đáp ứng hoàn hảo rất nhiều nhiệm vụ với cách đặc thù khác nhau. Ví dụ trong các nhiệm vụ ám sát các yếu nhân phe địch, người lính có thể dễ dàng tháo rời súng, nhét vào một chiếc vali. Sau khi xác định được vị trí thích hợp cách mục tiêu tầm dưới 500m, người lính có thể nhanh chóng lắp ráp và ngắm bắn, tiêu diệt đối thủ. Còn đối với các nhiệm vụ đột kích vào xào huyệt địch hoặc giải cứu con tin,
Vedes cũng đủ sức trở thành một phần trong đội hình, vừa đóng vai trò yểm trợ hoặc bổ sung hỏa lực cho đồng đội trong những trường hợp cần thiết. Thậm chí ngay cả trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đối với người lính bắn tỉa là khi anh ta buộc phải đơn phương chiến đấu tầm gần, thì với tính năng chuyển sang chế độ bắn tự động chỉ bằng động tác gạt tay, Vedes ngay lập tức có thể chiến đấu như một khẩu súng trường tấn công cực kỳ nguy hiểm khi có thể bắn liên thanh với tốc độ 900 phát một phút. Nhưng đối với một người lính tinh nhuệ khi sử dụng dòng súng như Vedes để bắn tỉa, việc để bị quân địch phát hiện và truy sát đến mức phải chiến đấu cự ly gần thật ra cũng rất khó xảy ra, bởi quân địch có thể truy ra vị trí phát bắn khi xạ thủ sử dụng loại súng này là quá khó, trừ khi bản thân người lính chọn vị trí và thời điểm bắn không đảm bảo khiến quân địch dễ nhận diện ra. Nhưng đó cũng là tình huống hết sức vô lý, vì những người lính bắn tỉa bằng VSS là các lực lượng bắn tỉa trên thế giới. Ngay cả những lực lượng dân quân hầu hết đều phải trải qua các bước đào tạo cơ bản và làm quen với địa hình trước khi thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, thật không quá khó hiểu khi người ta luôn thấy bóng dáng của những khẩu súng Vedes trong hầu hết các cuộc xung đột có sự tham gia của người Nga. Từ những trận chiến ác liệt tại Chechnya, Ukraine, đến cuộc chiến dai dẳng tại Syria, cùng các nhiệm vụ hết sức đặc thù. Từ thực thi các nhiệm vụ trinh sát, đến săn lùng các chỉ huy chiến trường, và cả nhiệm vụ tìm cứu phi công Konstantin Muratin nhảy dù từ máy bay ném bom Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi năm 2015. Thậm chí có tài liệu còn ghi nhận những khẩu súng Vedes đã được sử dụng trong quân đội Liên Xô trong chiến dịch quân sự của nước này ở Afghanistan từ năm 1987. Điều thú vị là trong các trang bị của lực lượng đặc biệt Nga, khẩu Vedes thường bị nhầm lẫn với khẩu AS-VAN do Trung tâm Thử nghiệm Thông số của máy móc Nga phát triển nhờ vào thiết kế có nhiều điểm tương đồng. Được biết có tới 70% linh kiện súng AS-VAN và Vedes là tương tự với nhau và có thể thay thế cho nhau. Sự khác biệt dễ thấy nhất giữa hai dòng súng đều được sinh ra để phục vụ cho các lực lượng đặc biệt này nằm ở phần báng súng của Vedes, lại tương tự như khẩu súng bắn tỉa phổ biến nhất thế giới, Dragunov SVD. Ngoài việc Vedes có thêm miếng đệm cao su ở phần cuối báng súng, giúp vai xạ thủ đỡ bị mỏi khi buộc phải bắn liên thanh trong thời gian dài. Nhờ những đặc tính ưu việt không đâu có được của mình, súng bắn tỉa Vedes không chỉ có được chỗ đứng không thể thay thế trong các đơn vị quân sự tinh nhuệ nhất nước Nga, thậm chí có nguồn tin cho thấy đến cả một số nhân viên của KGB cũng được trang bị loại súng này. Không chỉ có vậy, Vedes còn là vũ khí ưa thích của các lực lượng quân đội tương đối nhỏ như quân đội Armenia, Belarus, Georgia và cả quân đội Syria. Quả thật, Vedes mang đầy đủ những đặc tính của một thứ vũ khí được sinh ra cho những ninja thời hiện đại. Những loại vũ khí như vậy không những cho phép các đội quân sở hữu có thể tiêu diệt các yếu nhân phe địch, mà rất có thể là một phần trong hình thái chiến tranh hiện đại, là xu thế phát triển vũ khí mới. Đặc biệt trong thời gian gần đây, trước tình hình căng thẳng đang có chiều hướng gia tăng tại Ukraine và eo biển Đài Loan đang làm dấy lên nguy cơ về một viễn cảnh khi luật pháp quốc tế bị bỏ qua. Các cường quốc thay vì giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán thì lại phát động những cuộc chiến tranh quy mô lớn. Sẽ là thảm họa đối với những quốc gia có nền kinh tế yếu kém và nền tảng công nghiệp lạc hậu nếu họ trở thành con mồi của những kẻ xâm lược hùng mạnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là những quốc gia nhỏ yếu sẽ không có cách nào để tự vệ trong trường hợp bị xâm lược quy mô lớn như vậy. Với việc phát triển các loại vũ khí nhỏ gọn, đơn giản mà hiệu quả như những khẩu súng bắn tỉa Vedes, ngay cả trong trường hợp bị xâm lược toàn diện và không nhận được sự hỗ trợ quân sự từ bên ngoài, những quốc gia nhỏ yếu hoàn toàn có thể thực hiện chiến lược trường kỳ kháng chiến, tự cung tự cấp, lấy chiến tranh du kích làm chủ đạo, đánh tiêu hao sinh lực địch, từ cầm cự, phòng ngự tiến tới phản công giành lại lãnh thổ. Đứng trước đối thủ sử dụng kiểu chiến lược như vậy, đội quân xâm lược trong thời gian dài sẽ dần nhận ra rằng quốc gia của họ sẽ chẳng có lợi lộc gì nếu tiếp tục xa lầy vào một cuộc chiến không đến hồi kết này và sẽ buộc phải rút lui bất chấp đối thủ yếu hơn họ rất nhiều lần.